Cuộc đời của anh ý từ nhỏ cho đến lúc lớn lên thành lập ban nhạc Bức Tường cho đến lúc ra đi, đúng là một rockstar. Anh Lập là một người thủ lĩnh, anh là người thắp lên ngọn đuốc, là người tạo nên một tinh thần của Bức Tường. Ban Bức Tường rơi vào một cái trạng thái là chơi vơi. Mình chưa thể nghĩ được là mình sẽ làm như thế nào để duy trì tiếp. Có thể thiếu vắng bất cứ một ai, nhưng mà thiếu vắng đi cái người thủ lĩnh thì không có gì có thể thay thế được anh ấy.